Đường này có một khách hàng đặt hàng đúng không? Đây ta hãy xem hình thức là phỏng vấn cá nhân tại nhà. Chúng ta đã từng học phương pháp nghiên cứu rồi, ta biết những cái này đúng không? Sẽ có hai loại là hộ gia đình có trẻ em và không có trẻ em. Phỏng vấn ban ngày và chiều tối. Vì ta đọc xong đoạn này ta sẽ biết có bao nhiêu biến gì các em. Ta đọc cái này ta biết có bao nhiêu biến. Dễ mà phải không? Về cái loại hộ gia đình là loại có gia có trẻ em và loại hộ gia đình không có trẻ em. Ở tiến hành phỏng vấn có hai loại hình là ban ngày và chiều tối, xếp về thời gian phỏng vấn. Vậy ta sẽ có tổng cộng bao nhiêu biến? Bốn mà. 4 đúng không? 2 x 2, bởi vì hai loại hộ gia đình và hai hình thức phỏng vấn là ban ngày và chiều tối. Toàn bộ cái đoạn kế tiếp chính là giúp cho ta xác định các điều kiện ràng buộc. Đấy, như vậy với cái bài này thì đang thể hiện cái điều kiện ràng buộc đó, tức là ràng buộc khách hàng, ràng buộc với công ty đó. Còn bài trước thì ta thấy những cái giới hạn cho cái việc khách hàng ràng buộc điều gì. 1.000 cuộc phỏng vấn, tổng cộng là 1.000 nha, ít nhất 400 hộ gia đình có trẻ em. Như vậy khi đó ta sẽ phải lấy những cái gì mà hội có trẻ em đúng không, vân vân. Rồi ta hãy xem nội dung kế tiếp giúp ta xác định hàm mục tiêu, vì đây là chi phí tiến hành phỏng vấn mà. Đấy, tất nhiên bài này nó đơn giản về trước ha. Chúng ta vừa nói 4 biến đúng không, ta cũng đặt giống như kia, có nghĩa là ta đang có hộ có trẻ em và không có trẻ em, ban ngày và chiều tối. Ban ngày là chữ D đúng không em? Vì vậy phỏng vấn ban ngày gia đình có trẻ em, chữ C này là children, tức là có trẻ em đúng không? DC. Hộ không có trẻ em, hộ chiều tối có trẻ em, hộ không có trẻ em là chữ NC, tức là non non children đúng không? Và chiều tối không có trẻ em. Kế tiếp ta sẽ thấy hàm mục tiêu chắc chắn phải có 4 cái biến này rồi, và đó là bin ta đã xác định từ đầu với các cái chi phí tương ứng, các cái điều kiện ràng buộc, các giới hạn. Tổng cộng có 1.000 phỏng vấn, tức là 4 cái này phải cộng lại bằng 1.000 phải không em? Nhớ đây là dấu bằng nha, một số em để nhỏ hơn hay bằng, chuyện đó không chính xác, nó phải là dấu bằng. Bởi vì khách hàng đã đặt 1.000 thì giả sử ta thực hiện ít hơn, khách hàng sẽ phàn nàn đúng không, nói là chúng ta đang cắt xén lại, mà ta thực hiện nhiều hơn lại là không đúng nữa, ta sẽ tốn thêm chi phí, do đó nó phải là một cái dấu bằng ở đây. Như vậy ta thấy qua ví dụ này ta sẽ thấy không phải lúc nào giới hạn cũng là nhỏ hơn hay bằng hay lớn hơn hay bằng. Đấy, trong trường hợp này nó là dấu bằng. Liên quan tới loại phỏng vấn thì ta đã thấy hồi nãy đấy. Ít nhất 400 hộ gia đình có trẻ em, ít nhất có nghĩa là lớn hơn hay bằng, phải không? Rồi như vậy ta cứ coi cái nào mà có cái trẻ em, tức là có cái chữ C cuối cùng người ta cộng lại, phải không em? Tương tự cái gì mà ở phía sau có NC, tức là không trẻ em đó, tức là non children, thì đó là cái điểm thứ hai. Đây. Như vậy ta sẽ có cả cái gì mà có chữ C sao nè, tức là hộ gia đình có trẻ em lớn hơn hay bằng, tương tự không trẻ em lớn hơn hay bằng 400, số lượng phỏng vấn ban đêm bằng ban ngày, có nghĩa là ít nhất số lượng phỏng vấn ban đêm bằng ban ngày, có nghĩa là gì? Là cái số lượng phỏng vấn
ban ngày này là nó phải nhỏ hơn ban đêm đúng không? Ít nhất mà. Đây. Đây là ban đêm là chữ E đúng không? Như vậy ta phải đưa ra qua bên trái để bên phải nó là không có biến, nhớ nha. Đó là quy tắc chúng ta phải nhớ, vì cả hai bên đều có biến. Tiếp tục, ta sẽ có giới hạn gì? Loại hình phỏng vấn. Đây, phỏng vấn ít nhất 40% hộ gia đình có trẻ em trong các buổi chiều tối. Như vậy, những cái gì chiều tối đây nó phải lớn hơn bằng 40% của những cái gì có trẻ em, đúng không? Như vậy đầu tiên ta mới xem cái chữ đầu tiên là chiều tối nè, là chữ E đó. Ta xem tất cả các chữ E này ta cộng lại thì nó sẽ lớn hay bằng 0.4, 40% là 0.4 không các em, của cái gì có trẻ em. Ta mới bắt đầu coi cái chữ sau là có cái chữ C, phải không? Đấy. Đấy. Đó, phỏng vấn chiều tối nè của cái hộ gia đình có trẻ em này nó phải ít nhất là 40% của tổng các cái phỏng vấn này. Như vậy ta cũng đưa qua để cho bên phải nó là không có biến, phải không? Tương tự 60% không có trẻ em thì rõ ràng ta thay cái trẻ em bằng không có trẻ em. À, ta thay đây, ta thay những cái có trẻ em này bằng không có trẻ em. Những cái này là 60%. Cuối cùng là gì? Các biến không âm. Đây. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ thấy là khi ta dùng solver để giải, tất nhiên cái này nó đơn giản hơn cái bài trước đúng không? Và các em có thể tự làm được. Nhưng các em có để ý là vì thì các cái kết quả thầy đều để trống để cho em phải tự làm nha. Ta dùng giải bằng solver thì ta sẽ có tổng chi phí là 20.320. Em sẽ trong cái trên LMS em chỉ thấy cái kết quả của hàm mục tiêu này thôi, còn các cái số lượng này em sẽ không thấy. À, phải để trống để làm gì? Để em sẽ thực hành bằng cái solver này. Lúc hồi nãy lúc nghỉ giải lao thầy mới nhớ là hình như là ta đang có cái chương 4. Có em nào thắc mắc về bài nào không? Dạ có, bài 10 cái câu cuối cùng em có làm nhưng mà em không chắc là em làm đúng rồi. Thầy có hay giảng cái chỗ đó không thầy? Bài 10 hả? Và để thầy lấy bài tập ra nha.
Em là Thu Thảo phải không? Dạ Em Phương gửi thầy Thảo sao? ạ. Dạ không, em gửi thầy lâu rồi. Thì đấy có một em cũng là Thảo, là Thu Thảo có gửi thầy sáng nay đúng không? Dạ đúng rồi thầy, sáng nay em gửi. Để thầy coi sao thử con có giống như bằng Phương Thảo không để thầy. Như vậy thực chất bài 10 là gì? Các em nếu các em mở bài 10 ra em thấy nó khác với chúng ta, bởi vì nó thực ra thể hiện một cái dạng khác nên đôi khi ta thấy nó hơi khó. Chứ vì cái bản chúng ta đã nói là một cái bản đó là quy ước cho người A đúng không? À, một cái công ty A hay là một người A. Nhưng ở đây cái người đá và thủ thành thì người ta thể hiện luôn cả hai giá trị, bởi vì ở đây vì là cái xác suất thành công chứ không phải là được và mất, phải không? Thế thì khi đó thật ra là người đá mà đá được thì là cái thủ thành cũng xem như là mất đi đúng không, vì chụp không được thì xem như là mất và thua. Như vậy thì ta thấy thực chất trong một cái ô này ta cộng lại nó cũng là một, có phải không? Ta cộng xét về xác suất người người này được thì người kia mất, vì đó là cái đối mà xác suất đối. Như vậy trong một cái ô này ta cộng lại nó cũng là một nha. Thế thì còn ở cái kia chúng ta là cái giá trị, như vậy giá trị này âm thì giá trị kia dương, à, cái kia thì cộng lại bằng không, nhưng mà ở đây ta cộng lại cái xác suất này nó sẽ là bằng một. Thế xét về bản chất nó cũng giống như cái trò chơi tổng bằng không là như vậy đấy. Tất nhiên ta cách thức ta chọn chiến lược chi phối thì cũng giống như cái quy luật chúng ta đã từng nói, ta cứ so sánh cặp và ta coi cái việc thực hiện chiến lược nào sẽ tốt hơn chiến lược kia, hay nói khác đi là cái chiến lược kia nó nếu thực hiện là nó vô dụng, nó vô ích, bởi vì ta thực hiện chiến lược này là đủ có ưu thế rồi. Như vậy chiến lược đó sẽ gọi là bị chi phối và ta sẽ bỏ, thì trong trường hợp này nó cũng như vậy thôi, phải không? Thế thì ở đây đấy, thầy thấy như em Thu Thảo này cũng đúng rồi nè, rồi em Phương Thảo chắc là thầy nghĩ chắc là cũng đúng. Có phải em chiến lược bị chi phối của người đá và thủ thành đều là ở chính giữa không? dạ đúng ạ. Ừ, như vậy em đã, vậy các em đã biết rồi. À, em đã biết cách thức làm rồi, các em làm vậy là được rồi, phải không? Đâu có cái gì đâu. Tuy nhiên xác suất kia bằng kỳ vọng thì nó cũng giống như kia, nhưng mà thay vì chúng ta kia là giá trị thì người ta cứ nhân cái giá trị xác suất này vào đúng không, nhân với cái xác suất mà chúng ta đã tìm ra được nha. Vậy thôi, không có chuyện gì là khó cả. Còn bài 8 có lẽ cái khó nhất là ở cái D đó đúng không? Không phải khó nhưng mà chúng ta sẽ phân vân không biết ta làm có đúng hay không ở cái D, bởi khi ta làm tới cái C rồi ta đã xác định chiến lược tối ưu thì rõ ràng khi đó ta sẽ tính được cái giá trị của trò chơi của người A và B chắc chắn bằng nhau. Cái nguyên tắc đã gọi là tối ưu có nghĩa là mỗi người chơi đều nhận được giá trị như nhau, không có ai có ưu thế hơn hết, cái kết quả mỗi hai người nhận được là như nhau. Vậy ở trên ta tính được là đều là bằng không hết đúng không, ở cái bài 8 nè. Nhưng chắc chắn là cái chiến lược tối ưu của người B nó không phải là 50 50 rồi đúng không? Như bây giờ người ta mới đặt một cái tình huống như người B bắt đầu thay đổi, người B nhẩm tính ra được cái đó là tối ưu rồi, nhưng mà người B nói bây giờ mình thử thay đổi, mình chơi 50% thôi, à, mỗi thẻ tức là 50% thời gian là 1 đô, 50% là 5 đô. À, như vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Thì khi đó ta cũng đơn giản thôi, ta thế vào cái công thức bên trên thì ta sẽ nhận được cái giá trị của người A, nhận được khi người B chơi 1 đô và khi người B chơi 5 đô, được không em? Vì ta có cái công thức ở trên rồi mà.
Thế cho cái chỗ EV đúng không thầy? Đúng rồi. Dạ. Ta đã có cái công thức đó rồi thì khi người, bởi vì từ công thức đó tính ra được quy đúng không? Quy chắc chắn nó khác 0.5. Thì bây giờ thay vì đó thì ta thay ở cái công thức đó ở cái quy là 0.5 đi. Thì vậy nếu đúng rồi, thế thì khi đó là cái người A đó, giá trị người A nhận được là, nếu mà người A đưa ra, nếu mà người A mà đưa thẻ 1 đô, người A sẽ nhận được OV là bao nhiêu? Người A đưa thẻ 5 đô, người A sẽ nhận được OV là bao nhiêu? Chắc chắn hai OV nó khác nhau. Có phải đúng không? Như vậy, nếu ta là người A thì ta sẽ dùng thẻ nào? Dĩ nhiên ta sẽ đưa cái thẻ nào mà có OV cao hơn. Đúng không em? Đó là trong thực tế cuộc chơi mà. Tôi thấy là tôi chơi cách này là tôi thắng nhiều thì tôi chơi cách này. Nhưng mà trong thực tế thì khi người B thấy khi người B mà họ đã thay đổi cái cách chơi đó, cái đó là cái tỷ lệ mà dùng các cái thẻ bài, cái thẻ 1 đô hay 5 đô đó, họ thấy họ bị thiệt hơn thì họ bắt đầu thay đổi lại cái tỷ lệ. Và điều đó bắt đầu đưa trở về cái chiến lược cân bằng, chiến lược tối ưu đó, đúng không? Để mà giá trị của trò chơi của mỗi người là cân bằng nhau. Thực ra câu D người ta đang nêu một cái tình huống cho ta thấy thực tế trong đời thường đó, đôi khi những người chơi họ lại thay đổi cái cách chơi. Thế thì họ thay đổi đó nó sẽ đưa tới chắc chắn một trong hai tình huống thôi, họ sẽ được lợi hơn hay họ sẽ thiệt hơn. Trường hợp chắc chắn khi ta lợi hơn thì ta cứ thay đổi, giữ cái cách chơi đó. Nhưng đối thủ ta cũng là người biết tính mà, đối thủ ta cũng là người có lý trí mà. Khi mà thấy đối thủ thấy bị thua nhiều quá, đối thủ cũng thay đổi lại, đúng không? Lúc đầu đối thủ thử thay đổi cái cách chơi đó coi coi có thu lợi được nhiều không. Nhưng trong thực tế thấy thu lợi mà thấy còn bị thiệt hại nữa thì sẽ thay đổi lại. Điều đó sẽ đưa tới cái chiến lược tốt của cả hai người. Do đó nếu mà cuộc chơi đủ lâu, tức là cái số lượng các cái ván đủ lớn thì chắc chắn sẽ đưa tới một cái chiến lược, khi đó giá trị trò chơi sẽ cân bằng giữa hai người. Nhưng hãy nhớ là phải thỏa hai cái điều kiện về lý thuyết trò chơi nha. Thứ nhất là gì? Là mỗi người chơi đều sẽ có cái lượng thông tin như nhau đó, đúng không? Cái lượng thông tin đó chính là cái số lượng mà thẻ bài cái chơi ra đưa ra đấy. Nhưng mà giả sử trong cái cuộc chơi bình thường chúng ta thì đôi khi ta không biết là đối thủ sẽ đặt tiền ván kế tiếp là bao nhiêu, đúng không? Còn cái này nó đã có luật chơi rồi, chắc chắn chỉ có 1 đồng và 5 đồng. Điều gì xảy ra nếu mà bên thay đổi không phải là 1 đồng 1 đồng thì đó, cái lý thuyết trò chơi này nó sẽ thành không đúng. Nhưng điều quan trọng thứ hai là phải không biết trước người kia đang sẽ đưa cái gì ra, đúng không? Cái câu đề sẽ thể hiện rõ về cái yêu cầu của lý thuyết trò chơi đó. Nếu mà giả sử mà A biết rằng B sẽ đưa cái thẻ nào ra thì chắc chắn A sẽ đưa cái thẻ đấy cho có lợi hơn rồi, đúng không? Và ngược lại. Rồi như vậy cũng không có gì khó hả? Nhưng mà giả sử khi em làm ở trên rồi em lập luận lại, một số em thì không dựa trên, ví dụ ở cái câu C ta hỏi như vậy thì có ưu thế của một người chơi khi đã nói chiến lược tối ưu và giá trị trò chơi rồi, ta hỏi có phải trò chơi có ưu thế một người chơi, thì có một số em gửi thầy lại nói là có ưu thế. Làm sao có ưu thế được? OV của cả hai người đều bằng nhau còn không, đâu có ưu thế đó. Giờ đó mới gọi là chiến lược tối ưu đấy. Nhưng ở cái câu D nếu thay đổi thì sẽ có ưu thế đấy, phải không? Đấy. Và giả sử A đánh thẻ 1 đô, đúng không? Giả sử người B đánh thẻ 1 đô, thế thì giá trị người A nhận được là gì? Là trừ B của 1 cộng với 1 trừ B, đúng không? Cộng của 1 trừ B.
Như vậy thì 1 trừ 2p như vậy có nghĩa là a sẽ là, nếu người B đánh 1 đô thì giá trị A nhận được là sẽ bằng 0. Nhưng nếu người B đánh thẻ 5 đô thì giá trị A nhận được sẽ là gì? Là 1. Sẽ là 5 đó phải không các em? À 0,25 là bằng, ở đây 0,25 có phải là bằng 5 không? Đấy. Như vậy nếu người B đánh thẻ 5 đô thì rõ ràng giá trị người A nhận được sẽ cao. Đấy. Người B thay đổi, đánh, họ thấy A. Như vậy thì cái người kia họ nhận được nhiều hơn mình, họ sẽ không thay đổi nữa. Đấy. Ý nghĩa của bài 8 chỉ là như vậy thôi ha. Còn bài 10 chúng ta đã làm được cái đó. Thầy nói thực sự nếu mà em chú ý một chút thì các cái bài này cũng không có gì là khó, đúng không? Cái điều quan trọng ta phải xác định đúng về cái chiến lược bị chi phối. Nha. Nãy giờ thầy thảo luận với các em đó thì các em còn lại có hiểu không? Cái thầy thảo luận em phải mở cái bài tập ra em mới hiểu chứ nha. Rồi nhỉ, ta tiếp tục các cái bài toán kế tiếp ha. Bây giờ ta bắt đầu rồi xem xét một cái bài toán về tài chính, đó là danh mục đầu tư. Và chúng ta đã từng biết trong quản trị chúng ta đã từng nghe nói câu nói rất phổ biến là không đặt hết trứng vào trong một cái giỏ. Có nghĩa là ta có cái nguồn lực đó, ta phải đầu tư ở nhiều loại hình khác nhau, tức là phân tán để mà phân tán rủi ro. Và không những chỉ phân tán rủi ro mà ta có thể là tối đa hóa lợi nhuận, bởi vì mỗi cái loại đầu tư sẽ có những cái lợi nhuận khác nhau. Có không? Để tất nhiên nó sẽ đi kèm những cái điều kiện khác nhau, và ta sẽ thấy trong cái ví dụ sau đây. Thế thì hàm mục tiêu thì như thầy nói, tối đa hóa cái doanh thu hay lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro, không? Hãy xem. Công ty này có 20 triệu đầu tư trong 4 tháng kế tiếp để tối đa hóa lợi tức thu được sau 4 tháng và có ít nhất 10 triệu ở đầu tháng thứ năm. Như vậy nó đầu tư như thế nào không biết, nhưng mà làm sao đầu tháng thứ năm phải có tối thiểu 10 triệu để có thể chi dùng, và chuyện gì, và tối đa hóa tức là thu được cái tiền lời. Có những loại hình gì? Trái phiếu chính phủ và cổ phiếu xây dựng, đó là lợi ích thứ hai. Lợi ích thứ ba là gì? Đầu tư nội bộ. Đấy, khi ta coi cái đoạn thứ hai là đang giúp cho chúng ta đặc biến. Còn cái đoạn đầu và cái đoạn cuối là gì? Đó chính là giúp cho ta các cái điều kiện ràng buộc đấy. Thế thì những cái bài này đang thể hiện rõ cái nghĩa là điều kiện ràng buộc, đúng không em? Hãy xem. Như vậy ta có trái phiếu chính phủ nè. Hãy nhớ là mỗi tháng đều có thể mua được nha, trái phiếu chính phủ hay cổ phiếu xây dựng. Còn đầu tư nội bộ là theo từng tháng. Đầu tư nội bộ có nghĩa là gì? Có nghĩa là cho vay nội bộ đấy. Với lãi suất là 0,75% một tháng. Mua trái phiếu thì có 2% sau kỳ 2 tháng, còn cổ phiếu xây dựng là 6% sau kỳ 3 tháng. Các em biết cái khái niệm về trái phiếu chưa? Trái phiếu là hình thức huy động vốn của chính phủ. Nó giống như là giấy nợ đúng không thầy? Đúng rồi, giấy nợ. Em cho chính phủ vay và họ sẽ trả lại, nhưng mà vì chính phủ vay thành ra cái rủi ro em hầu như không có, trừ trường hợp là chính phủ đã bị phá sản rồi.
mà chính phủ bị phá sản rồi, ta nói đâm ra là cái chế độ nó sụp đổ mà. Phải không? Đó lý do vì sao mà các trái phiếu luôn có lãi suất thấp. Nhưng em cho một cái công ty bằng vay một cách em mua cổ phiếu, cổ phiếu thực chất là chất thức một cái tổ chức phát hành để mà vay tiền của bên ngoài mà, thì cái tổ chức đó họ bị phá sản là em phải chịu rủi ro chứ, do đó họ phải cho cái lãi suất cao hơn. Nếu mà lãi suất của cổ phiếu mà nó khá tương đương với trái phiếu, không ai mua cổ phiếu cả, ta mua trái phiếu chắc ăn hơn. Đó là do vì sao mà đang có hai cái lãi suất khác nhau nè. Đây, ta sẽ đặc biến như thế nào? Vì có 4 tháng và có 3 loại hình thì chắc chắn ta sẽ có 12 biến, đúng không em? À, tiền mua trái phiếu chỉ gì, tức là government, tức là của chính phủ nè, đúng không? Trong tháng 1, 2, 3, 4 tiền mua cổ phiếu xây dựng các tháng 1, 2, 3, 4 tiền cho vay nội bộ hay là đầu tư nội bộ là các tháng 1, 2, 3, 4. Như vậy ta đang có 12 biến. 12 biến. Rồi bắt đầu xem hàm mục tiêu. Chắc chắn đó là max rồi, phải không? Tối đa hóa lợi nhuận trong cái khoảng 4 tháng đó, và phải có 12 biến xuất hiện hết. Về lợi nhuận nhớ là 0.02 nha. Ví dụ coi chính phủ đấy. Đây. À, cổ phiếu xây dựng là 0.06, tức là 6%, còn cho vay nội bộ là 0.75, tức là 0.0075, đúng không? Đấy em thấy 12 biến. Nhưng bây giờ một vấn đề đặt ra là ta sẽ phải xem xét cho từng tháng để khi ta đề cập tới điều kiện ràng buộc, thì rõ ràng ở đây cái tên gọi điều kiện ràng buộc là thấy rõ là cho các cái hành động đầu tư này. Hãy xem các cái giới hạn này là gì. Tất nhiên đầu tư tháng đầu tiên vì nó có 20 triệu nó sẽ bỏ tiền ra mua hết. À, đầu tư cả ba cái loại hình này, cái công ty này nè, phải không? Điều này ta dễ hiểu rồi, phải không? Tiền để đầu tư chứ đâu để làm gì, phải không? Nhưng bây giờ bắt đầu tháng thứ hai, tiền ở đâu nó đầu tư em? À, theo em tháng thứ hai tiền ở đâu công ty đầu tư? Vì 20 triệu mua hết ở tháng thứ nhất này rồi nè, ta thấy biểu thức đầu tiên này không? Vậy tiền thứ hai ở đâu nó đầu tư? Chính là những gì nó thu được từ nó đầu tư tháng thứ nhất này, đúng không? Như vậy nó đầu tư tháng thứ nhất nó có thể thu lại được ở đâu? Chính là chỉ ở đầu tư nội bộ này thôi. Cái tiền gì nó cho vay đó, bởi vì nó đang cho vay, nó lấy lại cho vay theo hàng tháng. Như vậy thì rõ ràng tháng thứ hai nó sẽ lấy cả vốn và lãi, đúng không? À, giờ ta có 1.0075 của L1 là như vậy. Như vậy cái tiền mà nó này nó có, nó sẽ đầu tư cả ba cái hình thức cho tháng thứ hai. Tới đây ta hiểu rồi nhé. Ta hiểu chưa? Ta phải hình dung được cái biểu thức này. À dạ hiểu rồi ạ. Nó cũng giống như hàng ngày, cũng giống như bản thân em vậy đó. Bây giờ em có tiền, phải không? Em mới gửi, giả sử em gửi tiết kiệm một tháng đi. Nếu mà em có ba hình thức thì cái L1 giống như em gửi tiết, cái L giống như em gửi tiết kiệm hàng tháng, tiền tiết kiệm hàng tháng đó, đúng không? Tiết kiệm một tháng, thế thì hết một tháng em sẽ lấy được vốn và lãi, do đó nó có số 1 rồi. Thì cái tiền em lấy được em mới bắt đầu dùng để mua đầu tư cho ba cái này. Cũng giống như cá nhân ta vậy đó. Đây, tương tự tới tháng thứ, tất nhiên ta phải chuyển lại qua ha, để bên phải không có biến nha. Đây, đó là nguyên tắc. Rồi, bây giờ bắt đầu tới tháng thứ ba nè. Tháng thứ ba thì không phải chỉ nó thu tiền từ cái cho là cho vay trong nội bộ, mà từ cái trái phiếu chính phủ. Bởi vì đơn giản cho cái chính phủ là 2 tháng mà. Thế thì khi nó mua tháng 1 thì tới đầu tháng 3, nó mua đầu tháng 1, đầu tháng 3 nó đã thu được tiền về rồi, 2 tháng. Phải không em? Đây nó được 1.02 của trái phiếu chính phủ nó đã mua ở tháng 1 nè.
G1 này, cộng với đầu tư nội bộ tháng 2. Cái này chúng ta dễ hiểu rồi, ngày của tháng 2. Vì vậy hai cái khoản tiền này dùng để đầu tư cho tháng 3. Tương tự tháng 4 là gì em? Tháng 4 bắt đầu, nó bắt đầu thu về tiền từ đầu tư vào cổ phiếu xây dựng. Vì cổ phiếu này 3 tháng mà. Nó mua đầu tháng 1 thì tới đầu tháng 4 là tới hạn rồi, phải không? Và nó sẽ có cái trái phiếu của chính phủ tháng 2. Nhớ tháng đầu tiên nó đã lấy rồi nha, không còn cái G1 này nữa đâu, phải không? Đấy, mà xuất hiện G2 thì L3 là luôn luôn có, đúng không? Xuất hiện thêm cổ phiếu xây dựng tháng thứ nhất, đó là tháng thứ tư. Rồi bắt đầu những cái quy tắc của nó cho việc đầu tư. Đây là cái cách thức đầu tư ha. Đây là cái cách thức thôi à, để mà có, để mà cân đối về mặt tài chính. Đây, đây là điều ràng buộc nè. Đầu tháng 5 phải có 10 triệu. Có nghĩa là những gì nó thu được ở cái tháng 4 này nè thì tối thiểu phải là 10 triệu. Có phải không? Vì em hình dung không? Vì 20 triệu đồng nó đã đem đi hết rồi, nhưng mà nó không biết nó đầu tư làm sao, nó phân chia làm sao đó. Nhưng rốt cuộc tới đầu tháng 5 nè, những gì nó thu được ở đầu tháng 5 phải tối thiểu phải là 10 triệu. Đầu tháng 5 sẽ thu được gì? Công ty xây dựng ở tháng thứ 2 bởi vì là 3 tháng. Trái phiếu chính phủ ở tháng thứ 3 bởi vì là 2 tháng. Và đầu tư nội bộ tháng thứ 4 vì là 1 tháng. Để bên trái là như vậy. Tiếp tục, các cái giới hạn đầu tư khác. Không hơn 8 triệu đô cho trái phiếu chính phủ ở mọi thời điểm. Chú ý ở từ mọi thời điểm nha, có nghĩa là ở mỗi tháng đây. Tuy nhiên cái tháng đầu tư đầu tiên là trái phiếu chính phủ không được hơn 8 triệu rồi. Tháng thứ 2 thì ta phải cộng luôn với tháng đầu tiên chứ, vì trái phiếu chính phủ không hơn ở mỗi thời điểm. Thì tháng thứ 2 cũng không được hơn 8 triệu. Không được hơn 8 triệu có nghĩa là cái tiền đầu tư ở tháng thứ nhất và tháng thứ 2 cũng phải không được hơn 8 triệu. Tương tự cho tháng thứ 3, phải không? Vì vậy tháng thứ 3, hãy nhớ tháng thứ 3 không còn cái tiền đầu tư tháng thứ nhất nữa, bởi vì của chính phủ là 2 tháng mà. Mà nãy ta đã, cái tháng thứ 3 sẽ là 1,02 rồi đấy, phải không? Của cái G1 rồi đó. Vì vậy nó không đâu còn G1. Vì vậy cái này nó bắt đầu xem coi những gì nó bỏ ở G2 và G3 chắc chắn phải nhỏ hơn hay bằng 8 triệu. Ở tháng thứ 4 thì không còn G2 nữa, còn G3, G4, đúng không? Đấy. Đó là ý nghĩa của các cái giới hạn đó. Tương tự cổ phiếu xây dựng ha. Tháng thứ nhất không được là hơn 8 triệu. Tháng thứ 2 cũng không được hơn 8 triệu. Tháng thứ 3 cũng không được hơn 8 triệu. Nhưng tới tháng thứ 4 thì không còn là C1 nữa. Không em? Bởi vì nó là 3 tháng mà, tháng thứ 4 nó đã 1,06 C1 rồi. Nó cái biểu thức tháng thứ 4 đó, các em còn nhớ không? Ở biểu thức tháng thứ 4 vừa rồi đấy. À, 1,06 C1 rồi. Như vậy rõ ràng, ở tháng thứ 4, những gì mà nó bỏ ra cho C1, cho cái C1 đó đã thu lại rồi, nó chỉ còn là gì? C2, C3 và C4. Đó là nãy chúng ta đang đề cập đấy. Khi ta giải bằng solver, đúng không? Ta liệt kê 12 cái biến đó đi. Các em giải thử đi, ta giải bằng solver. Thì khi đó đấy. Khi ở cái biến, ở cái cột đầu tiên em cứ đánh à, G1, G2, G3, G4 G1, G2, G3, G4 L1, G2, G4, đúng không? À, cái cột kế tiếp em để trống. Cột kế tiếp là gì? Đó chính là hàm mục tiêu, đúng không? Và các cái
giới hạn hay các điều kiện ràng buộc, và ta đang có tổng bao nhiêu vậy? 13 cái điều kiện ràng buộc này hay 13 giới hạn này? Thế nhưng thầy đang thiếu gì các em? Đó là các cái giá trị đó phải lớn không? Lớn không? Không âm đó, phải không? Nhớ, ở đây vì là tiền thì nó có số lẻ được nha em. Nhưng mà đây, nhưng mà khi mà em đúng thì các cái cổ phiếu này là đúng là không được số lẻ, đúng không? Nhưng mà vì cái này là solver nó giải cho chính xác, nó mới ra cái số lẻ. Cái này là cổ phiếu mà. Ê, xin lỗi, trái phiếu mà, trái phiếu chính phủ mà, đâu có số lẻ được, đúng không? Còn cái này là của cổ phiếu xây dựng nè, đúng không? Do đó khi ta giải cái này, ta giải đúng thì trong cái từ G1 nè cho tới G1234 và G1234 này thì ta phải cho nó là số nguyên. Còn ở đây là ta ở dưới này số lẻ được, bởi vì là sao vậy? Bởi vì ở dưới này nè chính là cái lượng tiền ta cho ra nội bộ. À, thầy lộn, ở trên cũng là lượng tiền chứ, lượng tiền chứ, đúng không? Lượng tiền ở đây cũng lượng tiền, do đó ta mới có cái hồi nãy đó, đúng không? Do đó nó ra số lẻ, đúng không? Thầy đang nhầm với cái bài trước, nó phải ra số lẻ đó. Tức là lượng tiền này ta sẽ dùng để mua trái phiếu chính phủ hoặc là mua cổ phiếu của công ty xây dựng. Còn đây lượng tiền ta cho vay nè, tức là đầu tư nội bộ, bốn cái lợi như. Rồi bây giờ là 15:35 rồi đúng không? Chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái kiểm tra 15 phút thầy đã đưa trên mạng LMS rồi đấy. Và cũng giống như kỳ trước thì tất cả các em phải mở camera để cho thầy nhắc nhở nè, không được ra khỏi cái thi này nha, để mà thầy nhắc nhở còn 5 phút rồi vân vân, không có để không có cái việc mà chúng ta sẽ nộp trễ gì đấy. Rồi các em bắt đầu mở camera lên đi em. Dạ. Em nào mà camera của máy mình bị hư thì dùng điện thoại nha. Các em có 3-4 phút để em chuyển qua điện thoại đấy, bởi vì thầy tính là 15:40 mà em vậy là MS em thấy thầy đấy đó, chứ đâu có là 35 đâu, do đó các em không có gì phải sợ cả nha. Cứ từ từ đó. Không có khó đâu em, chương 4 mà, thực ra những chương 4 mà chương 4 không có gì khó đó. Thầy dễ dàng kiếm điểm đó. Em gì đó, em quốc pháp sư cái mặt tới ôm vậy, em bị chối ánh sáng hả? Em đừng có để như vậy nha, em để như vậy là khi em thi là thầy cô giám thị không đồng ý đâu, phải thấy rõ mặt em đấy. Sau này em thi em phải ngồi ở cái vị trí là cái cửa sổ là ở phía bên hông em. Em phải xoay trở lại, đúng không? Để cửa sổ bên tay phải em thì ánh sáng mới chiếu được vào mặt em. Wow, để thầy coi. Còn em nào chưa nè, em gia bảo đâu rồi? Em gia bảo thì chưa thấy em. Em hồn gia bảo đâu? Thầy nói em nghe Gia Bảo nghe không? Em Hồ Gia Bảo đâu rồi? Ủa em này không có tham gia vào cái... Bạn nó nói thầy không nghe hả thầy? Không nghe gì hết. Em Đại Dương nói thì thầy nghe chứ bạn đó nói vậy.
thầy không nghe gì. Bạn nó đang vô lại đó thầy. Ừ. Nói bạn đó dùng điện thoại di động nhé, giống như bạn Đặng Ngọc Long nè. Có điều bạn Ngọc Long này sao điện thoại lại là chút ngược cái vậy rồi. Rồi được rồi. Đúng không? Em dùng điện thoại thì không thể nào em nói là em không có camera hay là micro hư gì cả, phải không? Rồi chưa? Sắp sửa tới giờ đó, ta còn một phút nữa. Thầy ơi, thầy em có vấn đề bệnh bên máy tính. Rồi, thầy. Được rồi. Thầy thấy em rồi đấy. Ok. Không phải thầy, kiểu như là vậy nè, thầy em bỏ bằng điện thoại nhưng mà em làm trên máy tính, nhưng mà bây giờ wifi của cái máy tính của em á bây giờ nó bị đứt rồi thầy. Em mở điện thoại em mở 3G. Thì em dùng điện thoại em kết nối làm cái trạm phát cho cái máy tính. Thì không, em tại vì em xài máy tính bàn, em xài máy tính bàn á thầy. Ủa máy tính bàn em thì máy tính bằng em thì cũng có cái cạc wifi, vậy em dùng cái điện thoại em làm cái cảm phát wifi, em biết chức năng đó không? Dạ không, máy tính bằng thì đâu có kết nối wifi được thầy, máy tính bằng phải kết nối bằng dây ấy, thầy. Thầy đang nói cái điện thoại của em nè, đang dùng 3G dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Thì em dùng cái điện thoại của em làm cảm phát wifi. Dạ. Em hiểu ý thầy rồi, nhưng mà cái vấn đề là bây giờ là cái em máy tính bàn của em không có phải là kết nối không dây được thầy. Cái máy tính không phải máy tính bàn của em không kết nối không dây được thầy. Phải kết nối có dây đó. Thế làm sao em gửi được cho thầy? Chắc là em suy nghĩ cách thầy để. Thế làm sao em lấy được bài từ em lại mở xuống? Tại hồi nãy em đọc trên điện thoại thầy. Bây giờ em có thể đọc được nhưng làm sao em lấy xuống được? Ừ. Rồi bắt đầu làm đi các em. Em 40 rồi đó, em có thể vào lấy được. Còn 5 phút nữa thầy sẽ nhắc nha. Còn 5 phút theo cái giờ tức là 3 giờ 50 đó thầy sẽ nhắc. Thì 3 giờ 55 là ta hết. Vì vậy khi em hết thì mặc dù em nộp trễ hơn, nó sẽ báo em nộp trễ nhưng em vẫn nộp được. Vì thầy cho các em 5 phút để nộp, thầy ghi rõ đó, 16 giờ em mới không nộp được. Đó, cứ làm đi nha.
đã 15 giờ 54 rồi đó các em. Chuẩn bị nộp bài đi. Các em còn có cỡ 6 phút thì LMS sẽ không nhận bài nữa. Đa phần các em làm được không? Dạ, dạ được ạ. À, để thầy mở rộng thêm cho vài phút nữa các em cho việc nộp bài đi ha. Vậy là em nộp nó để bị trễ mấy giây không sao đúng không thầy? Ừ, trễ là nó đang tính với 3 giờ 55 đấy. Nhưng mà tối đa là như vậy, thầy cho thêm các em hai ba phút đi ha, cho cái việc đó. Bởi vì nãy chúng ta đang có cái vụ của em đó kìa. Rồi như vậy là tới 4 giờ 3 phút, các em có được thêm 3 phút nha. Rồi bây giờ là 3 giờ 56 phút rồi nè. Các em còn có 7 phút thì LMS sẽ không nhận được bài, không nhận bài các em. Còn nếu em nào nộp thì sẽ thấy so với 3 giờ 55 em đang trễ bao nhiêu phút thôi, nhưng em vẫn nộp được, đúng không? Lê Anh Thư nộp rồi hả? Lê Anh Thư. Dạ, em mới nộp xong đó thầy. Ừ, nộp rồi thì được rồi. Phương Vi nộp luôn rồi, đúng không? Võ Phạm Phương Vi em cũng nộp rồi, đúng không? Dạ, nộp rồi thầy ơi. Châu Ngọc rồi, rồi đúng không? Rồi, được rồi. Dạ, nộp rồi. Còn em làm được hết đó. Thì vậy em đã đọc xong rồi thì ta có thể nghỉ hả? Đúng không các em? Dạ, em chào thầy ạ. À, được rồi. Chào. Em chào thầy. Cái này đâu có gì khó đâu các em, đúng không? Các em đều đã đọc giờ không có bị.